5 linh vật trong nhà dễ thu hút tài lộc đón nhâm dần vượng phát. Mèo, linh thú, cát tường. Trong phong thủy, mèo cũng được xem là một trong những linh thú mang lại cát tường. Vật phẩm phong thủy liên quan đến mèo được xem có thể hóa giải sát khí, đem đến vận may cho gia chủ. Có thể chọn tượng mèo bằng đá hoặc bằng đồng để phát huy hết linh khí ôn hòa. Linh thú mèo nên đặt ở các hướng đông, đông nam để tiếp nhận cơ hội tạo may mắn, dung nạp tinh hoa của đất trời. Hổ, linh vật của năm nhâm dần. Trong phong thủy, người ta thường nhắc đến tả thanh long hữu bạch hổ, tức là rồng xanh bên trái, hổ bên phải. Trong đó, hổ là một trong những linh vật có sức mạnh to lớn thứ hai sau rồng và thường gắn liền với rồng như một cặp bổ trợ sức mạnh. Hổ là hình ảnh đại diện cho sức mạnh, uy quyền, biểu tượng cho sự nghiệp công danh, học hành và sự thăng tiến trong công việc. Hổ cũng là linh vật để tiếp khí cho cát tinh, lục bạch, bát bạch. Do đó, vật phẩm phong thủy liên quan đến hổ cũng có thể hỗ trợ cho người tuổi dần.